Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tay Dòng Ghiền nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại kênh Xẻo Lùng của Thạnh Yên, U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì bên trong dịch vụ mai táng của trang hợp Đốc Thẳng đang làm lễ cúng cơm, sau đó cáo đầu lộ để đưa tiễn hương linh của cụ ông 84 tuổi về nơi đất nhà. Hình như là mình thấy ở phía bên hông có một cái huyệt để chúng ta đưa ông ra đó để an táng nha các bạn. Anh em Càng Tay cũng lại đông đủ hết rồi nè. Rồi mình thấy các chú trong hội cụ chiến binh đã đến, chắc chút xíu nữa làm lễ chi điệu cho ông nha. Bình thân giai quy lệ tả linh lệ nhị bái nhờ. Thành tâm bao hiểu con quỳ phổ thân ai đã biệt lý dương trần. Còn chưa đã được mười ân mà nay cha đã mãn phần còn đâu. Nhắc ngờ đôi đêm tám đêm sầu làm con nhớ được con đâu dân tình. Hương thọ tám mươi bốn tuổi sợ tài Việt Nam quân kim giang cầm tống quân thường nguyện thần nhớ sợ xẻo dùng hết cùng tất cả trên người phương vật xin an chân chư Phật chứng minh Nam Mô A Di Đà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma sau đó về quay vào sức khỏe làm ăn thành đạo xin chân thành cảm ơn.
bông ra bước qua bưng bông nè chiếc linh sang bưng yêu từ từ đồng qua một chuẩn bị hai sẵn sàng ba đồng qua We'll be right back.
cần chỉnh quân trời. Bỏ đá vô ai mà không chắc bỏ luôn đá bỏ cục đi. Năm cục đá nhỏ là bỏ cho hàng không? Thôi giờ anh em về tôi nghe cái này. Đá bỏ vô đó. Đá.